Tháng 5 đến không chỉ đánh dấu bước chuyển mùa, chính thức bước vào mùa hè oi ả, mà còn là thời điểm để các em học sinh chuẩn bị nghỉ hè, đi picnic, đi chơi với bạn bè. Nhưng có lẽ việc học hè vẫn là một nhiệm vụ mà các em học sinh luôn phải nhớ. Nếu để các em tự đi xe đạp hay xe buýt sẽ khiến các em mệt mỏi, nhất là trong thời tiết nóng được khó chịu hiện nay. Vậy đâu là giải pháp cho cả gia đình? Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy tình huống nêu trên chính là câu hỏi chung của các bậc phụ huynh hiện nay. Làm thế nào để con em mình đi học có thể thoải mái hơn mà không vất vả? Còn các bậc phụ huynh thì không cần phải sắp xếp thời gian để đưa đón các em. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin đem đến cho quý vị và các bạn một gợi ý. Thay vì phải đạp xe vất vả hàng ngày hay là mệt mỏi chờ xe buýt hàng giờ, thì các em học sinh có thể chọn sử dụng chiếc xe đạp điện HK Bike, di chuyển nhanh, không tốn sức và đặc biệt là tiết kiệm thời gian. Và thời gian này thì các em có thể dành nhiều hơn cho công việc học tập của mình. Đúng như vậy, và các bậc phụ huynh sẽ thảnh thơi hơn và không cần phải lo tất bật đón con mỗi ngày. Thời gian đó bố mẹ có thể làm các công việc mình yêu thích như là ăn này và đi tập thể dục hay là làm giờ, đúng không? Đúng là như vậy. Là hãng xe đạp điện chính hãng đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam với hệ thống 87 showroom đồng bộ chuyên nghiệp trên 50 tỉnh thành trên cả nước. Dự tính đến cuối năm nay, HK Bike sẽ xây dựng hệ thống showroom ở toàn bộ 64 tỉnh thành trên cả nước nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trong việc mua xe và bảo hành thuận tiện nhất. Ghi nhận sự phát triển thần tốc trong một khoảng thời gian ngắn, HK Bike là hãng xe đạp điện duy nhất được vinh danh trong top thương hiệu uy tín trong ngành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ chăm sóc xe mô tô, xe máy, xe đạp tại Việt Nam. Ion công nghệ Philips trên dòng sản phẩm Ranger Extra, công nghệ được đánh giá là tân tiến nhất và tiết kiệm điện. Trong mẫu pin xe chứa 13 phôi pin nhỏ được bọc thép nguyên khối và hàn thắt laser tinh xảo. Một phôi pin được cấu tạo từ 50 lá lithium ép mỏng trên dây chuyền công nghệ hiện đại và được chế tác công phu trong vòng 45 ngày cho quãng đường di chuyển lên đến từ 70 đến 85 km trong một lần sạc. Với con số ấn tượng là 70 đến 85 km một lần sạc đã giúp cho HK3 xác lập kỷ lục xe điện sử dụng lithium chạy được quãng đường xa nhất do tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận. Không chỉ dừng lại ở đó, HK Bike không ngừng cải tiến và phát triển. Mới đây, HK Bike tiếp tục công bố nâng cấp pin mới cho quãng đường di chuyển lên đến 90 km. Con số này đã phá vỡ kỷ lục của chính HK Bike tạo nên. Mỗi lần sạc đầy đi được một quãng đường lên tới 90 km chỉ hết 0,65 số điện, tương ứng với 1.300 đồng. Như vậy là mỗi năm chi phí sạc điện chỉ tốn 107.000 đồng tiền điện. Cùng quãng đường nếu sử dụng xe máy sẽ tiêu tốn đến gần 5 triệu đồng tiền xăng. Như vậy đi xe HK Bike sẽ tiết kiệm chi phí là 43 lần so với xe máy, 6 lần so với xe điện chạy ắc quy trên thị trường. Đây quả thực là một giải pháp kinh tế tuyệt vời cho việc di chuyển hiện nay, đúng không Lan Hương? Đúng là như vậy, chỉ với 107.000 đồng trong một năm di chuyển. Wow, chỉ bằng có 4 ly cà phê mà các bậc phụ huynh thử thức mỗi sáng thôi, quá là tiết kiệm đúng không nào? Với khoản tiền là 12,5 triệu đồng là các bậc phụ huynh đã có ngay cho con em mình một phương tiện di chuyển hữu ích và phù hợp với vóc dáng của các em học sinh. Hãy nhanh chân đến các showroom của HK3 để có được một món quà rất thiết thực và ý nghĩa dành cho các em và giúp cho các em có thêm thời gian nghỉ ngơi, ôn thi và có kết quả thi tốt hơn. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào website hkbike.com.vn hoặc là gọi điện đến số điện thoại 0943 123 543. HK Bike, cuộc cách mạng xanh trên đường phố.